Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe đạp Chopit, một mẫu Touring được trang bị bi vòng cối lỗ và bộ chuyển động Shimano. Chiếc xe thì có giá bán rất hợp lý bên em là 5,8 triệu. Chiếc xe này thì rất phù hợp cho các bác nào mà mới tiếp cận đến xe đạp mà chưa biết chọn được chiếc xe đạp nào ưng ý thì các bác chọn chiếc này thì rất là phù hợp. Để em đi vào quay chi tiết chiếc xe để cho các bác có cái nhìn tốt nhất về chiếc xe. Khung nhôm Chopit, nước sơn nguyên bản. Đi vòng cối lỗ. Phanh 3 mảnh, tay bấm Shimano, vành cao bạc, lốp 700C, đùi đĩa Shimano. Và bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m6 đổ đến khoảng 1m71-72 như là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Xe trang bị 8 tầng nít, 3 tầng đĩa. Chuyển động của chiếc xe thì rất là mượt mà. Giá bán của chiếc xe là 5,8 triệu, giá rất là hợp lý. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh và ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác mà nhân viên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.